chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Thí Trần Bất Động Sản Bình Dương. Xin chúc cả nhà sẽ có một ngày làm việc mới hiệu quả và ngập tràn năng lượng nhé. Ngày hôm nay đây thì Thí Trần đang có mặt ngay tại thị trấn Tân Khai, thuộc về huyện Hớn Quảng, tỉnh Bình Phước. Và cụ thể hơn thì Thí Trần đang gửi tới quý anh chị và các bạn toàn bộ khung cảnh flycam về khu vực trung tâm hành chính huyện Hớn Quảng. Và như vậy thì chúng ta sẽ có cái nhìn cận cảnh và rõ nét hơn về khu vực trung tâm nơi đây, cũng như là về sự phát triển của khu vực huyện Hớn Quảng trong một vài năm trở lại. Quý vị và các bạn quan tâm đầu tư đất tại khu vực huyện Hớn Quảng nói riêng và tại khu vực Bình Phước nói chung thì có thể là liên hệ trực tiếp cho Thúy Trần theo số hotline 0974594548. Đừng quên ấn like, đăng ký và chia sẻ cho kênh Thúy Trần Bất Động Sản Bình Dương. Giờ đây xin mời cả nhà chúng ta cùng cập nhật lại những thông tin cơ bản và hình ảnh mới nhất tại khu vực trung tâm hành chính huyện Hớn Quảng.